Khánh Chi và Minh Tuấn. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out và chào đón khách mời của ngày hôm nay. Em chào chị Khánh Chi, chào anh Minh Tuấn ạ. Chào em. Em giới thiệu đôi nét về bản thân của mình. Dạ, dạ em tên Thạch Phi Long. Em sau này em chuyển giới, em đặt tên là Phi Phụng. Em năm nay là 31 tuổi. Quê em ở Trà Vinh. Em đến từ Trà Vinh và hiện tại em đang buôn bán tại quận 7, khu chế xuất Tân Thuận. Lúc đó cầm gần 100 triệu em đi Thái. Lúc đó em chỉ chuyển phần dưới trước, 2 tuần về Việt Nam. Nhưng mà em bị một cái bị sự cố. Nó vấp cái chân chống xe, cái gạt, cái để chân bên sau á. Cái nó bị xà máu. Em bán gì anh Cưng? Dạ em bán trà sữa chị. À bán trà sữa. Dạ. Nhưng ship mà em... cho anh chị hai hộp trà sữa được không? Dạ được chị. Ship liền tay đi Cưng. Chiều em ship cho chị. Giờ nhớ nha, con lấy kim cỏn không? Em tặng chị. Trời ơi, hôm nay hai chị em được phi nữa kìa. Dạ. Nhưng mà tại em bán ngoài đường á, chứ chưa có vốn để em mở cái quán. Nhưng mà Cưng bán với ai? Em bán một mình không? Dạ có một mình em thôi. Một mình rồi Cưng tự nấu hả? Dạ đúng rồi. Rồi tự làm. Dạ. Rồi tự bán luôn. Dạ. Rồi tự bưng ra luôn hả? Dạ không, là chỗ em bán là hầu như là khách mang đi á chị. Mang về. Dạ đúng rồi. Lúc đầu em mới mở, em có tuyển thêm người. Rồi sau này kiểu mà buôn bán thấy cũng chậm á, cho nên là giờ tốn kém không chị? Dạ đúng rồi. Cuối cùng không có dư, bắt buộc em phải cắt đi cái phần đó, em tự làm một mình. Ừ. Dạ. Phụng ơi, ở quê dạ. Em ở Trà Vinh đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Em vào Sài Gòn được bao nhiêu năm rồi? Dạ em vào Sài Gòn được là 11 năm, 12 năm. Gần 12 năm. Là cứ vào Sài Gòn lúc em, mấy tuổi? Em vào Sài Gòn lúc là 17 tuổi. 17 tuổi. 17 dạ. Tuổi. Bây giờ 28. 31 tuổi. Nhà em 31. Ủa sao nó 11 năm? Thì cái đấy là cái số người ta ước chừng thôi, dạ. Ước chừng thôi. Chị khó quá. Không phải, chị tính cho nó chính xác. 17 tuổi và Sài Gòn 11 năm là 28 tuổi. Tính ra liền. Dạ. Hiểu không? Cái đó là chị là cái nhạy bén. Cái gì cái nhạy dây tính tiền á. Vui ha Cưng ha. Dạ. Rồi bây giờ về câu chuyện tuổi thơ của Phụng nhá. Thì hồi dạ. Bé mình ở quê đó, là mình phát hiện giới tính thật của mình, cái xu hướng giới tính của mình là từ khi nào? Lúc đó chắc khoảng 5-6 tuổi thôi. Cái kiểu mà lúc nhỏ cái suy nghĩ là mình là con gái, tự mặc định luôn. Tự thích là tôi dạ, là con gái. Dạ đúng rồi. Thậm chí á, buổi tối á, nằm mơ ngủ cái nằm mơ coi phim mà hồi nhỏ mà thần tiên, tuổi thần tiên mà. Nghĩ là tối nay là bà tiên hay ông bụt gì đó sẽ đến nhà mình, rồi cái biến mình thành ngày mai biến mình thành con gái, là ngày mai mình được làm con gái. Nhưng mà có nghĩa là lúc đấy Phụng vẫn biết mình không phải là con gái. Dạ mình, đúng rồi. Mình chỉ mong muốn mình là con dạ, gái đúng rồi. Thôi đúng không? Em thấy ở mình giống như mình là con trai nhưng mà vẫn muốn mình trở thành con gái và mặc định là mình giống như con gái, vậy là mình khát khao được làm con gái. Rồi có bao giờ Phụng nói với gia đình của mình về dạ không về lúc cái đó đấy. Hầu như là có thể là gia đình nhận ra những cái vấn đề đó, nhưng mà thời điểm đó em chưa bao giờ nói với gia đình là em muốn làm con gái. Cho tới mãi sau khi cho tới em lớn lên. Là khoảng bao nhiêu tuổi? Cho đến lúc năm 16 tuổi, lúc đó là tầm em học lớp 11 á. Em thích đi chụp hình. Bữa đó hôm đó là em đi chụp hình mặc áo dài. Là mà... bữa đó lần đầu tiên Cưng làm con gái. Dạ đúng rồi. Người xong đội tóc giả này nọ. Nhưng mà lúc đó không hiểu như thế nào, cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Khi đi chụp hình đem về xong cái đem vô trong trường khoe trước, ở nhà chưa ai biết hết. Xong cái vô trong trường khoe cái mấy đứa bạn bắt đầu lan truyền nhau về tới nhà. Chị hai em là người đầu tiên có một cái lịch sự rất là căng thẳng khi nghe vấn đề đó. Hỏi, ủa mày khùng hả? Đó, chị hai em hỏi như vậy, cái xong em cũng biết nói gì hết. Nói chung là em chỉ biết khóc thôi. Nhưng mà là chỉ có chị hai phản ứng Phụng thôi hả? Còn bố mẹ không nói gì hả Phụng? Ba má thì không phản ứng. Em nghĩ là ba má buồn. Ba má chọn phương pháp im lặng. Hay là ba mẹ em đã biết từ lâu rồi? Có thể là ba mẹ biết, nhưng mà ba má muốn là em tự nói hay như thế nào đó thì em không biết. Ba má lúc nào cũng im lặng, không bàn bất cứ một vấn đề gì về giới tính của em cả. Theo chị nghĩ gì nè, tất cả gia đình nào mà có con là gay trong cộng đồng LGBT, nuôi từ nhỏ đến lớn thì chị nghĩ là cha mẹ đều biết hết. Ít gia đình bị sốc, chị nghĩ vậy đó. Biết rồi chứ phải không biết. Đâm ra là có nhiều gia đình là không chấp nhận thì mấy phản đối kịch liệt, còn có những người ta nhiều gia đình dễ thì nghĩ là hồi giờ nó đã vậy rồi. Đâm ra là thôi chứ dần sao. Với lại cũng ở dưới quê cũng có một vài bạn cũng vậy, nhưng mà nghĩ là sau này lớn lên nó sẽ bình thường lại, cho nên cũng không phản ứng quá vấn đề đó. Rồi
cái lý do vì sao Phụng quyết định bỏ Trà Vinh để lên Sài Gòn sinh sống? Lúc đó là em đi đang đi học, muốn đi làm con gái nhưng mà không biết ở dưới quê là không biết chỗ nào đi làm ở đâu, rồi tiền như thế nào, bất cứ cái gì không biết gì hết. Cho nên là hôm đó vô tình em đọc được cái một cái thông tin là chị xin đi Thái Tài, cho nên đó là một cái gọi là cái cánh cửa mở ra cho em là cuối cùng mình có cái cơ hội để mình đi chuyển giới rồi. Em rất là mừng, thậm chí em muốn khóc luôn. Và sau khi em tốt nghiệp 12, nghĩa là lúc đó khoảng 17, 18 tuổi đó, là bắt đầu em tốt nghiệp xong phổ thông là em quyết định là thôi em đi làm để kiếm tiền em chuyển giới chứ em không có đi học. Nhưng mà khi mình quyết định vậy rồi, gia đình của mình có phản ứng gì không? Lúc đó là gia đình chưa biết. Là em quyết định em tự bản thân trong lòng thôi. Tại vì theo chị nghĩ không có gia đình nào muốn con đi chuyển giới hết cả, gia đình chị, ba mẹ chị. Đâm ra cái vấn đề chuyển giới bản thân chị vẫn giấu ba mẹ chị tính ngày chị đi làm rồi. Dạ, đúng chị rồi. Mới cho ba mẹ chị biết. Thì chị nghĩ em cũng sẽ giống chị. Anh có một câu hỏi cho Phụng nhân tật. Nãy giờ Phụng chỉ kể sơ sơ về gia đình của mình thôi, nhưng mà anh thấy Phụng rất là xúc động. Thì anh không hiểu là cái hiện tại bây giờ thì Phụng với gia đình của mình đã như nào rồi? Cho tới bây giờ em vẫn cảm thấy em hạnh phúc khi mà em nói là em đi chuyển giới là gia đình đồng ý liền. Gia đình không bất cứ một cái là phản bác, một cái ý kiến phản bác nào cả. Cho nên khi nói về gia đình, đặc biệt là nói về má em cảm thấy rất là tự hào cũng như là rất là xúc động. Lúc đầu lúc em đi học á là em đã mặc định em nghĩ trong bụng là em sẽ phải chuyển giới trước năm 24 tuổi. Rồi cho đến năm 23 tuổi, em nghĩ là gần đến rồi. Em đi làm, em làm một ngày 2 ca, có nghĩa là từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Em làm gì vậy cưng? Em lúc đó em lại làm phục vụ. Làm 2 ca mà lương cũng eo ọt lắm, nói chung cũng đủ trang. Lúc đó thời điểm đó là lương khoảng 1 triệu mấy một tháng thôi. Em để dành được một ít tiền. Là lúc đó em để dành được khoảng 10 mấy triệu á. Xong rồi cái em đặt vé máy bay. Em đủ tiền đặt vé máy bay dư ra một ít thôi. Mà em dám gọi điện em về nói với má em vậy nè, em nói má ơi, con đặt vé máy bay rồi đó. Em mới nói là giờ cho con mượn đỡ tiền đó đi, để con đi chuyển giới, sau này về con trả lại. Rồi lúc đó là má em cũng thương em, đi chạy dạy mượn cho em đủ tiền. Lúc đó cầm gần 100 triệu em đi Thái. Anh có một thắc mắc là nếu như mẹ em không đồng ý thì sao? Thì tiền đó em đi làm. Em nghĩ là mẹ em đồng ý. Và em tin một điều là mẹ em sẽ đồng ý. Lúc đấy thì em hạnh phúc lắm không? Khi mà mình nói xong rồi mẹ đúng giúp đỡ mình. Nói chung đó là em nghĩ là bây giờ mình không làm thì có thể sau này có thể mình để dành được tiền để mình làm. Mình có thể là sẽ một cái cơ hội, nó không phải là lúc nào nó cũng có. Em đã chọn đúng cái thời điểm để em đi làm, mặc dù là em mượn nợ. Em đi sang Thái một mình rồi. Em đi sang Thái là có chị, cái chị mà dắt em đi chuyển giới á. Em ở bên đó bao nhiêu ngày? Em ở bên đó là cũng khoảng 2 tuần hay 3 tuần? 2 tuần, em ở 2 tuần. Cho anh xin phép hỏi nhé, là em chuyển giới hoàn toàn ở... Dạ, lúc đó em chỉ chuyển phần dưới trước. Trăm triệu chỉ đủ chuyển phần dưới trước thôi. Thì em nghĩ là, với em nghĩ là phần đó là phần quan trọng quan nhất. Quan trọng nhất, đúng rồi. Và nó nguy hiểm nhất. Rồi 2 tuần là cưng về Việt Nam? Dạ, 2 tuần về Việt Nam. Nhưng mà em bị sự cố. Cái xe của chị đó cao quá đó. Cái em xuống bước xuống xe mà quên cái vụ mình mặc đầm, nó vấp cái chân chống xe, cái gạt cái để chân bên sau á, cái nó bị xà máu, nó bị bung chỉ đó. Dạ đúng rồi, dạng giống như là dạng bung chỉ đó. Bung chỉ đó. Rồi xong cái bắt buộc em phải quay lại Thái Lan một lần. May lại gọi là may sống. Mà cái lần quay lại thứ hai đó là lần em tự đi một mình, cái chị mà dắt em đi chị không đi được nữa. Cho anh hỏi cái cảm giác của cái việc may sống nó như thế nào? Khi mà cảm giác mình được làm con gái rồi, cái lúc đó mình mất đi cái cảm giác, mà mình mất đi được cái phần đau thì vẫn đau. Đau nhưng mình lướt. Nhưng mà mình lướt được. Sau khi cái cuộc giải phẫu mà mở mắt ra mình thấy mình còn sống là mình cảm thấy là hạnh phúc rồi. Rồi sau khi mình chuyển giới về thì gia đình bố mẹ mình phản ứng như thế nào? Nói chung gia đình rất là vui, gia đình rất là hạnh phúc. Con hàng xóm người ta hỏi thăm nhiều lắm, người ta đem đồ ăn tới cho nhiều lắm. Em nhớ một cái ấn tượng là lúc đó em chịu dưới là em đâu có làm việc nặng. Rồi cái ba em phải xách nước, lúc đó ba em xách nước cho em tắm. Sau này em có nghe bạn em
nói lại với em như vậy nè, là ba em á nói là phải đi có tiền cho nó đi chuyển giới lâu rồi. Chứ không phải đợi tới sau này đâu. Ý là có nghĩa là gia đình em đã đoán được và cũng như là đã có ý định biết em muốn đi chuyển giới mà không có điều kiện. Em nghĩ là khi buồn là ba má là buồn đấy, buồn ngay từ đầu, buồn ngay từ lúc mà biết con mình nó vậy rồi đã buồn rồi, bây giờ và sao giờ cũng lại bỏ nó. Bây giờ nó có một cái ước mơ, nó có một cái nguyện vọng để nó thực hiện, mà bây giờ nó đã thực hiện được rồi thì vui cho nó. Tại vì nãy giờ anh nhìn phụ khóc á, mà tự dưng ở anh nở nụ cười á, tại vì anh thấy á, lần đầu tiên có một người chuyển giới mà họ khóc từ đầu đến cho đến bây giờ toàn là vì hạnh phúc mà. Em cũng khó khăn, nhưng mà có những cái khó khăn đó là thật sự là nó không đáng gì so với những mấy chị đi trước hết. Những khó khăn của em ví dụ như là em phải làm việc, em phải nhập viện trong lúc làm việc nè. Nhưng mà em nhập viện để mà em thực hiện những cái ước mơ lớn nhất của em là ước mơ chuyển giới. Thì em nghĩ đó là mình, ông trời là không bất cứ là cho mình bất cứ cái gì cả. Khi mà mình muốn cần một cái gì đó là mình phải đánh đổi. Em nghĩ đó là một cái điều rất là gọi là tự nhiên và rất là công bằng. Công bằng. Dạ đúng rồi. Em được cái một cái điều là em hay được cái sự may mắn á, là khi mà em cần, em bí quá kìa, là bí đường quá, tự nhiên có một cái gì đó giúp đỡ em. Nhưng mà sao bao lâu em mới có tiền em làm ngực? Sau 3 năm. Sau 3 năm sau cũng làm ngực. Đúng rồi, em đi làm ngực và cái phần sau là em tự túc. Lúc đó có một bạn kia hỗ trợ em một ít nữa. Nói về cái việc may mắn của Phụng đi ha. Thì cái con đường chuyển giới thì nó rất là may mắn như vậy. Dạ. Rồi còn chuyện tình yêu của chuyện mình tình yêu của em chuyện tình sao? Yêu thì lại cái mối tình đầu tiên của em á là sau khi em đi chuyển giới phần trước em có người yêu, nhưng mà bạn ấy nhỏ hơn em. Thời điểm đó là em đang về dưỡng thương á, gọi là em quen ở đó dưới quê hả? Dạ đúng rồi, được một thời gian em nghĩ là đã tới lúc em lên Sài Gòn để em tiếp tục công việc. Rồi bạn ấy nghĩ là em bỏ rơi bạn ấy, thế là chia tay. Phụng, anh có một thắc mắc là lúc đấy cái ngoại hình của em á, nó đã là con gái chưa? Dạ, lúc đó đã là con gái rồi. Em để tóc dài từ khi em bước chân lên Sài Gòn. Và bạn đấy là một người con trai, con dạ, trai đúng thẳng. Rồi, tất cả những người bạn của trai của em đều là con trai thẳng. Rồi bao nhiêu lâu em mới quen người thứ hai? Lúc đó là sau khoảng vài tháng à. Lúc đó em đang buồn lắm. Cái trong chỗ làm em có cái bạn kia, bạn thấy thích em. Ai của ai trước? Hầu như là người ta của em trước. À vậy hả? Người ta con gái mà chị ơi. Em không, con gái thì nhiều khi mình gặp người đó mình thích. Chị thích là chị cua trước á. Không, đó là cơm. Chị không có cua trai trước nha. À vậy hả? Nhưng mà ý chị hỏi thôi. Dạ. Chị mà gặp trai chị thích là chị mới nói chuyện. Tình được kéo dài. Mối tình thứ hai nói chung cũng được có vài tháng à. Ngược lại bạn ấy lại về quê. Thì lúc trước em đi thì giờ mà em gặp người thứ hai thì bạn đó về. Chị nói nghiệp quật đó đúng không? Rồi thì tiếp tục người thứ ba đi. Chị xong người này phải tới người thứ ba đúng không? Năm 7 tháng. Mà người thứ ba là cưng có yêu sâu đậm không? Hầu như em chưa có yêu ai sâu đậm hết. Không yêu quen chi bà. Rồi tình trạng hiện giờ của Phụng là như tình trạng hiện giờ là em đã có chồng. À là bao nhiêu người nữa mới tới có chồng? Người thứ ba xong người tới thứ người thứ mấy? À thêm một người thứ, thêm tư, một nữa. Người thứ tư nữa. Khi làm chốt em sâu chuỗi là tất cả mọi thứ làm gì đó. Người thứ nhất, chữ cái đầu tiên là chữ T. Thứ hai cũng có chữ cái đầu tiên là chữ T. Và thứ ba cũng vậy, thứ tư cũng vậy. Em nói thôi, vậy người cuối cùng là em sẽ lấy. Ủa là lý do tại sao mà tính cái kiểu gì? Sinh lão bệnh tử sinh, em nghĩ vậy đó, đơn giản. À vậy đó. Hả? Tình yêu cũng tính gì luôn hả? Em tự tính gì đó. Chị biết vì sao 4 người, 5 người của Phụng quen đều là những người chữ T không? Tại vì đàn ông mà có chữ T á, thường họ rất là trung tình. À, ý là anh Tuân với anh Tuân hay sao đó. À, chị mới phát hiện đúng chưa? Thường thường á, MC á, là mình không có thể làm lăng xê mình được. MC là mình phải nói chuyện người khác mà tự nhiên hay đưa về mình quá. Phụng ơi, Phụng cho anh hỏi. Dạ. là 4 người trước họ yêu em nhiều không? Em nghĩ họ yêu em nhưng mà em nghĩ là cái vấn đề ở họ là cái rào cản của gia đình. Nhưng mà em chuyển giới rồi mà. Họ yêu em nhiều đúng không? Em chuyển giới và là một chuyện mà vấn đề họ vì sinh con đẻ cái với gia đình nữa chị. Mình tiền vẫn là gia đình. Người chuyển giới. Có gia đình nào người ta dạ, thông cảm, rồi. Ta hiểu được thì dạ, ta đồng ý. Rồi. Có những gia đình người nhiều ta không thông cảm, họ không thương, hiểu, họ cảm thấy ở những người chuyển giới rất là bình thường. Họ thấy thương tụi nó quá, thấy tội nghiệp tụi nó quá, thí dụ vậy. Nhưng thật sự nha, gái chuyển giới còn hơn gái thiệt nữa đó.
đâm ra là nhiều gia đình là phải nhìn kỹ là gái chuyển giới bây giờ là đang là thời trang và hot nhất năm nay nha. Thôi bây giờ mình quay về Phụng đi nào. Một người đàn ông chữ T cứ xem như là người đàn ông gọi là bến đỗ của Phụng đi ha. Hôm nay có mặt ở đây luôn. Ủa vậy hả? Sống mẩn ra. Xin mời người đàn ông của cuộc đời Phụng. Xin chào em. Rồi anh ngồi đi. Anh ngồi đi anh. Anh giới thiệu đôi nét về bản thân mình. Dạ em tên Trần Quốc Thứng, sinh năm 83, quê quán em Cà Mau, mà em lên Sài Gòn sống. À, là hai anh chị gặp nhau ở Sài Gòn. Dạ. Hai anh chị gặp nhau bao nhiêu năm rồi? Năm nay nó được đâu năm vậy? Một năm. Hơn chứ. Hơn cuối 2017. Cuối 2017 đến bây giờ là 2 năm. Cuối 2017 thì gặp trong khoảng một năm. Xong cái quyết định đám cưới. Rồi từ đám cưới tới nay là được 8 tháng. Rồi cơ duyên nào hai anh chị gặp gỡ nhau? Lúc đó em bán giày ở khu sức á, quận 7. Rồi vợ ra mua thấy. Có lấy tiền không? Có. Tại mình bán hàng mình phải lấy tiền. Rồi ai của ai? Rồi em đi uống nước với bạn á, rồi gặp bán giày sữa trong khu sức á, rồi mới thấy quen. Rồi từ từ lại đó uống rồi cái làm quen á. Vậy là đi uống trà sữa rồi hốt luôn cô bán trà sữa. Bây giờ uống trà sữa khỏi tốn tiền luôn đúng không anh Phật? Vậy là lần đầu tiên gặp nhau là cũng chưa có mặn mà, mua đồ vẫn trả tiền. Nghĩ chứ nếu khách... như mặn mà là thôi anh tặng em đó, đúng không? Không chị ơi, cái nào ra cái đấy thôi đúng không? Mới lần đầu tiên mà. Nếu mà chị là tặng liền. Thích mà. Mình chưa biết người ta như thế nào sao thích được chị ơi. Không, nhiều khi cái tiếng sét a tình nó khác chứ cưng. Nhiều khi tiếng sét a tình gặp là thích liền. Thích xong rồi sau đó mình tìm hiểu. Được mình tiến tới, không được tìm lui. Bấm nút yeah. Đúng không? Rồi làm sao? Rồi về mua trà sữa rồi bữa nó có lấy tiền không? Trà sữa em vẫn lấy. Là do vậy nè. Lúc bán hàng là không có để ý. Mua lại tiền trả thôi, không để ý. Khi mà rảnh rỗi rồi đi ra trà sữa uống rồi thư giãn rồi mới nhìn trời ghệ, con ghệ này cũng được ha. Là liền tay thu liền. À, anh Tuấn ơi, lúc đấy anh Tuấn có biết Phụng là người chuyển giới chưa? Biết anh. Dòm là biết. Em nghĩ là vậy, nghe cái giọng em á, do cái giọng. Nhưng mà trước tố cáo em là người chuyển giới. Vợ em bây giờ là người đầu tiên là chuyển giới đó chứ, đó giờ em nguyên gái mà. Hồi đó em gặp mà mấy người giới tính như vợ em không ít có tiếp xúc lắm. Phụng có đặc điểm gì mà anh thích Phụng mà anh quyết định anh cua Phụng? Như thấy lại uống về sữa thì thấy cũng như tính tình rồi cũng dễ tiếp xúc á, xúc luôn. Chúc luôn. Ủa vậy sao giận á, em không dữ. Thật ra bà vợ nào cũng vậy hết á. Tình nhân á, ai cũng hiền á, mà bà vợ bà nào cũng dữ. Chị đâu có dữ đâu cưng. Chị nói gì đụng chạm qua tới chị, chị rất là hiền. Cưng chồng, hiền. Mà anh này nè, ảnh hư cái một điều gì nè. Có nghĩa là cái đoạn này là tố cáo nè. Có lúc đó là tự nhiên cuối năm 2017 luôn, ảnh đòi về quê em chơi. Mà em không biết là ảnh có cái ý định gì không thì em không biết. Tại em cũng mới quen, bản thân em cũng còn một cái sự nghi ngờ. Xong cái ảnh ở trên này, ảnh không có về được, ảnh đi quýnh bài. Mà lúc đó ảnh mua cộng dây chuyền ảnh tặng em. Lúc đó là quen được có vài tháng thôi. Thì ảnh còn chụp hình gửi em nữa mà. Xong cái ảnh thu bài hết. Bán luôn cộng dây chuyền. Bán cộng dây chuyền đó luôn. Trời em tức, mặc dù nó không phải là của mình. Nhưng mà tặng mình rồi. Nhưng ảnh tặng cho mình rồi mà bây giờ ảnh bán. Bức sẽ buồn chuyện. Cảm thấy buồn mà thấy tức nữa nghĩa. Thôi, anh này mê bài bạc thì chắc không được. Thế là quyết định em bắm nút. Chống lưu cung bấm nút chơi lùi cung. Đó. Qua Tết lên, ảnh vẫn qua lợi vài tháng. Xong cuối cùng là ảnh phải dọn đi chỗ khác. Cũng nhắn tin hỏi thăm em. Em thì cái tính em là em hay xỉ xói. Cứ thôi gắn bán để dành tiền quýnh bài đi. Cái kiểu gì đó. Cái bức xúc, cái tức á. Em nói 5 lần 7 lượt cái tức, cái không nói chuyện với em nữa. Xong cái được khoảng vài tháng sau, mùa này tiếc nhận. À, mùa này tiếc nhận. À. Mùa là chiếc nhẫn chuột lại đây, chiếc nhẫn. Mà em biết cái lúc mà anh mua chiếc nhẫn lại á, là anh không có tiền. Em nghĩ, ông này cũng được. Ý là ổng cũng biết là ổng giống như là ổng cũng biết có cơ hội để ổng sửa lại, sửa sai cũng lại. Cũng nhờ vậy có đó. Chiếc nhẫn đó, chứ không là mình cũng chơi chung luôn. Mấy tháng sau mua thêm đôi bông nữa. Đó, rồi xong cái thấy đủ hết trơn. Đó, xong cái... Tôi chịu luôn. Không, lúc đó là chưa đâu. Xong cái mỗi tháng anh làm á, anh gửi tiền cho em. Em giữ giùm.
cái một ngày đẹp trời kia mà định tiền đó để dành làm đám cưới luôn. Anh gửi tiền cho em mỗi tháng. Gửi là dằn cọc đó bà. Dạ đúng rồi, em đúng, em nghĩ là anh chứ gửi em ta giữ chơi thôi. À, trời nghĩ với con gái gửi giữ tiền ông là vô bảy. Rồi bà thấy được không? Ừ luôn. Dạ. Tiện thể cái vụ đánh bài mình khui luôn tật xấu của nhau đi. Tật xấu của anh là cái kiểu mà giống như là hay cọc. Với lại cái này là bất cứ cái gì cũng vậy, em hay nhỏ nhẹ giải thích. Ảnh là một người không chịu nghe giải thích, im luôn hoặc là cọc. Đó, cọc. Cọc la lớn la lên. Em mà em khó chịu cái đó. Chứ ngoài ra ảnh cũng không có tật xấu gì nhiều. Ăn nhậu thì ảnh cũng không có luôn. Wow. Rồi còn mà tật xấu của bà này? Nói nhiều quá. Con gái ăn nó nhiều anh ơi. Nói nhiều quá không hiểu chứ. Nói nhiều anh ta rồi. Rồi ta không hiểu gì luôn. Mà vấn đề nói ít thì lại không hiểu. Mấy lần em nói anh có hiểu đâu. Em nói anh kêu sao bà nói nhiều quá vậy. Mà thí dụ anh nói sao bà nói nhiều quá vậy anh cọc với em là sao? Lên đây gây nhau luôn. Nói chung trong ánh mắt chị vẫn thấy chồng em hiền nha. Con trai mà cọc tính á, là người đó thật thà. Tại vì người ta bộc lộ được cái cảm xúc người ta. Anh ít có chia sẻ kiểu thế này thế nọ thế kia anh không có chia sẻ. Nhưng anh ơi, nhưng mà em nghĩ là vợ chồng mình cần chia sẻ để mình nói ra những gì đó để mà góp ý xây dựng hạnh phúc hơn. Chứ dù anh buồn một chuyện gì đó anh không nói để trong lòng thì cái vấn đề nó rất là nghiêm trọng. Vì em cũng thấy cái việc chia sẻ với lắng nghe ở trong mối quan hệ nó rất là quan trọng á. Nhiều lúc anh Tuấn nghĩ gì á, Phụng đâu có hiểu được hết đâu. Mình phải nói, ngoại trừ cái việc tặng nhẫn, tặng hoa tai nhá, thì có bao giờ anh Tuấn làm cái hành động gì lãng mạn với Phụng mà anh không bao giờ gọi là lãng mạn. À. Mà em thích lãng mạn. Em thích không? Lãng mạn, dạ đúng rồi. Đó, vợ anh thích lãng mạn nha, nên lễ lọc gì em mua một bó hoa cho cổ. Thật sự. Phải nhắc đó chị. Thí dụ như tới lễ đúng không? Anh chỉ biết người ta bán hoa quá trời, hỏi ủa em ngày này gì ba người ta bán hoa quá trời vậy. Vừa rồi anh mới tặng em cọng lắc. Có tặng rồi sao bà đó không lãng mạn? Có không, nhưng mẹ. Mà ý là em phải đợi em nhắc, ý là em thích người ta sẽ tự nghĩ đến chứ không đợi. Mà anh mà thích. Tặng không có gì vừa ý cho chị ơi. Sao vậy? Tặng cái gì cũng bị chơi chứ. Không, cái quà người ta tặng là không được chơi nha. Vấn đề là anh tự mua xong mà anh mua cái mẫu xấu quá à. Em với chồng em đi mua cái gì là hai người đi chung đó. Là lựa chung thật sự. Lựa chung rồi, đi. Đúng rồi. Ví dụ anh là người cho tiền anh, chứ anh thì muốn đúng anh rồi, mua, anh tặng quà anh nói vậy. Dặn em đi, thôi bây giờ tiền, thôi. Anh không nên hết. Bà thay đồ đi. Tôi chở bà đi ăn vô bộ vậy đó. Chở sứng vô tiệm vàng. Rồi đó, em lựa gì đây, hôm nay anh tặng cho em cái lắc khoảng 3 triệu thôi nha. Mua hơn là bà tự móc túi ra bà trả. À, ví dụ vậy lựa chung 3 triệu thôi. Ví dụ em cũng vậy, em cũng chịu. Okay, cái đó là quá được, không chịu, là cho bà lưu chung đó bà. Chị ơi, em để ý là mấy cặp đôi khác á, chị hay hỏi về chuyện phòng the lắm. À, phòng the hôm nay chị em hỏi đi. Tại vì cái vấn đề phòng the là chị nghĩ là em cần hơn chị. Tại vì chị có chồng rồi, chị đều đặn mỗi ngày, mỗi tuần. Sao chị biết em không đều đặn? Em chỉ muốn hỏi anh Tuấn thật sự luôn á, là trước kia mình đã quen những người phụ nữ thật sự á, thì bây giờ khi mình quen sang một người chuyển giới nữ thì cái cảm giác có của mình khi không? Mà gần gũi nhau nó có khác nhau không? Nó cũng vậy thôi, cũng bình thường thôi. Tại vì chị nói thật với em luôn, người chuyển giới là chuyển giới y chang, không khác gì phụ nữ. Đâm ra cái cảm xúc nó, chị nghĩ nó như vậy đó. Như cái còn thăng hoa hơn. Tại vì người chuyển giới người ta tỉ mỉ cái vấn đề đó hơn. Thế bây giờ cho Tuấn hỏi anh Tuấn nha. Anh Tuấn, vậy anh có cảm thấy hài lòng với cuộc sống vợ chồng bây giờ không ạ? Dạ, hài lòng. Hài lòng á? Dạ. Có điều gì cần muốn vợ anh thay đổi hay là như không? Nói ít chút thôi. À, nói giảm là một chút. Chịu không nổi. Ví dụ những cái chuyện nào không đáng thì đừng nói. Thật sự cái con gái là hình như là bị cái bệnh nói nhiều. Nó mới là con gái, em nói thật sự. Nhưng mà mình phải tiết chế lại thôi. Trời, em nói thiệt, em đi bán, thí dụ buôn bán mà chị không nói nhiều sao được, nó thành một cái thói quen, nói nhiều. Em nói thiệt, không cho em nói em dễ đình đạch em chết. Thì thôi, thí dụ bữa nào mà ổng mệt quá, bà xuống sao sao em nói với cái lu đi. Không chịu. Nói lớn với cái lu lớn, không, giọng ta chống nghe. Bây giờ em đã tiết chế lại rồi, bản thân em cũng tiết chế lại rất là nhiều. Nói luôn, nhiều ổng mệt đó. Nhưng mà hai người thí dụ mà gây lộn với nhau, giận hờn nhau, ai là người nói chuyện trước? Trước khi đám cưới thì ảnh. Rồi sau khi đám cưới là em. Là em. Cái đấy gọi là sự thông minh của người đàn ông. Em như thấy ai cũng vậy à. Lấy về xong đã bắt là khác liền. Lấy nhau rồi thì mình có cái trách nhiệm vợ chồng hơn, mình là con gái. Đâu ra lúc nào mình cũng phải nhường chút xíu. Nhưng mà em nghĩ là em sẽ hạn chế cái phần nhường đó lại. Sẽ có những lúc em không nhường. Nhường riết anh sẽ bị lờn. Em nói thiệt. Quen á. Đúng không? Quen á, gọi là lờn. Nó nghe chưa? Bây giờ là cái gì là không nhường đâu đó. Không nhường thì thôi đúng rồi. Còn dự định tương lai của hai người sao? Có muốn có một đứa con hay là gì đó không? Có một đứa con thì em nghĩ là bây giờ thời điểm bây giờ là chưa cho phép. Với lại em nghĩ là khi mà có kinh tế ổn định rồi em mới
em mới là có thể là sinh con nuôi. Chứ còn hiện tại bây giờ cái cuộc sống này nọ, gia đình mình vẫn lo cơm áo gạo tiền, cho nên cái vấn đề đó nó còn xa xỉ với em lắm. Sau này là mình sẽ, hai vợ chồng mình sẽ kiếm tiền, đầu tiên là mua đất xong cái sau này cái mình có thể mình bán miếng đất đó, mình lợi nhuận từ miếng đất đó ra có thể mình mua nhà, căn nhà nhỏ nhỏ theo dự định của em, sau khi mua nhà mới sinh con nuôi chứ không sinh trước khi mua nhà. Đó, nói chung kinh tế ổn định đó. Dạ đúng rồi. Chị và Tuân là chúc em là cái ý định của em, ước mơ của em sẽ thành hiện thực và sẽ có tiền nhiều để mua nhà, mua đất, sau đó rồi sinh một em bé về để cho gia đình đầy đủ tiếng cười ha. Dạ. Nhân này em xin gửi lời cảm ơn đến chị Khánh Chi, anh Tuân. Xin cảm ơn đến chương trình, xin cảm ơn tất cả mọi người hỗ trợ em để em được một cái gọi là một cái cơ hội để em đến với chương trình, để em được trải lòng với tất cả mọi người. Và em xin chúc cho thành chương trình luôn là lúc nào cũng được thành công tốt đẹp. Cảm ơn Phụ, cảm ơn anh Tuấn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thật ra thì em chỉ muốn mong muốn anh Tuấn á có thể mở lòng mình để lắng nghe Phụng hơn. Tại vì cái việc một người đàn ông á, mà có thể lắng nghe và chia sẻ với vợ của mình á, là cái điều mà tất cả mọi người vợ đều mong muốn hết á. Và chúc cho hai anh chị lúc nào cũng hạnh phúc và luôn gắn bó với nhau. Dạ, cảm ơn. Xin cảm ơn ạ.